có thể mắng nhiếc mình là miệng của người ta. Người ta có thể chà đạp mình, khinh thường mình, đó là ý của người ta. Nhưng mà đau khổ là do ý của mình. Cố gắng học tập bòn mót chúng công đức. Dạ, con cũng giờ mọi người ở nhà như thế nào thì không biết, con không biết, nhưng mà con đi như thế này mong rằng con bòn chút công đức để con bù đắp, để có cái thiện để con giúp cho con giải thoát cho khi nghiệp con đổ ra. Trong cuộc đời này không ai có quyền cướp hạnh phúc của mình trừ khi mình cho họ. Nên họ mắng nhiếc mình, họ khinh khi mình mà mình không khinh. Biết quay phim như thế này con lại cũng chả muốn quay phim như thế này đâu, tại vì tất cả mọi người như anh muốn quay phim thì cứ quay, vì sao là thấy hạnh phúc tốt đưa kiểu gì cũng được. Người ta có thể mắng nhiếc mình là miệng của người ta. Người ta có thể chà đạp mình, khinh thường mình, đó là ý của người ta. Nhưng mà đau khổ là do ý của mình. Cho nên các con nhớ kỹ rằng là ở trong cuộc đời này không ai có quyền cướp hạnh phúc của mình trừ khi mình cho họ. Nên họ mắng nhiếc mình, họ khinh khi mình mà mình không khinh khi mình. Mình tự hiểu và tự làm, tự phấn đấu cuộc đời mình lên, và mình hãnh diện là mình tốt hơn hôm qua là được rồi. Cái hôm qua là mình ngủ tới 7 giờ mình mới dậy, thậm chí hôm qua là mình ngủ tới 10 giờ mình mới dậy, mẹ kêu 3 lần rồi mình mới dậy. Nhưng hôm nay á là mình đã dậy sớm hơn hôm qua rồi, và mẹ mới đi tới phòng thôi, gõ cửa là ở đây mình đã biết mẹ muốn gì rồi. Và mình luôn luôn nở nụ cười khi mà tiếp xúc với mẹ vào ngày mới. Trong lòng mình luôn nghĩ là cha mẹ chính là thiên thần, là Thiên Chúa, là Đức Phật, là người ban ơn cho mình, cho mình hình hài, cho mình sự sống và quan tâm đến mình. Nếu không quan tâm đến mình thì không lên lầu kêu mình. Cho nên mình tặng cho mẹ mình một niềm vui bằng cách nở nụ cười. Thầy nghĩ như đó là đủ. Tại vì mỗi sáng thức dậy mà thấy con mình cười và nói mẹ, có nghĩa là thương mẹ, chào mẹ, thì mẹ đủ hạnh phúc rồi. Và mẹ kia nói là xuống ăn sáng đi con, thì như đó là mình đang tạo một thiên đường cho chính bản thân mình. Còn gõ cửa đùng đùng mà mình chốt ở trong đó mình không nghe, khi mà cha mẹ mình gây áp lực thì mình mở cửa ra, nhưng cái mặt mình thì nó xấu lắm, nhăn nhó khó chịu dùng dằn. Mà mình cho cái sự quan tâm đó thành một cái sự coi như là khổ đau cực nhọc của bản thân mình. Rồi một ngày nào đó cái người mà thật sự thương mình không còn nữa, thì mình có ngủ cả ngày cũng không ai quan tâm, mình có bệnh bao lâu cũng không ai để ý, thì đó mới là sự bất hạnh. Mà sự bất hạnh này là do mình tạo ra. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, hôm nay ngày mùng 9 tháng 8 dương lịch, em đang cập nhật những tình hình của thầy Thích Minh Tuệ và những người huynh đệ của thầy để gửi tới cô chú anh chị Phật tử, các cô bác gần xa và chưa có những cái thông tin chính thức về thầy, và cũng như là những người yêu mến thầy Minh Tuệ qua 13 hạnh đầu đà mà thầy đã thực tập trong suốt mười mấy năm trường trên con đường tu của mình. Như cô chú anh chị mình có thể thấy là những hình ảnh những ngày qua đã lan truyền ở trên mạng xã hội, thì cho là những hình ảnh của thầy mới nhất, thì mình cũng không biết được đó là những hình ảnh mới hay là cũ. Mà riêng bản thân em, và có lẽ là cũng rất nhiều những cô chú anh chị Phật tử mà yêu mến thầy, thì dù là những hình ảnh đó mới hay là cũ thì chúng ta cũng được nhìn lại thầy. Ví dụ như hình ảnh đó là hình ảnh cũ, thì mình nhìn mình cũng đỡ nhớ thầy trong khoảng thời gian này. Và một số hình ảnh ở tại suối Ngổ, Nha Trang, nơi thầy có thể là ở một thời gian cũng tương đối là dài. Tại vì tình hình hiện tại thì những cái chốt chặn vẫn còn,
thì chúng ta biết rằng thầy cũng vẫn còn ở Nha Trang để yên tâm mà tu tập. Được biết theo thông tin của những người dân gần đó chia sẻ thì mỗi ngày thầy vẫn xuống khất thực ở triền núi, thì thầy đi tầm khoảng 1-2 nhà thôi thì thầy lại trở về nơi tu tập của thầy. Như cô chú anh chị mình biết là khoảng thời gian mà lúc trước khi mà người ta chưa biết tới thầy nhiều thì có khi thầy đi tới gần trưa thì mới đủ cái phần ăn của thầy, do người ta nhìn thấy thầy rất là khác thường, không có giống như những vị tu sĩ bình thường, cho nên người ta tưởng thầy là hành khất, cũng ít người cúng dường. Nhưng mà khoảng thời gian này sau khi mà nhiều người biết tới thầy, thầy được lan truyền trên mạng xã hội thì người ta nhận thức và người ta biết được thầy, thì một ngày thầy đi tầm khoảng một nhà là đã đủ ăn rồi, thưa cô chú anh chị các bạn. Thì sau khi mà đủ thì thầy sẽ trở về cái nơi mà thầy ẩn tu, có thể là một thời gian cũng mấy tháng. Và ở video ngày hôm nay thì em có nhiều cái thông tin để gửi tới cô chú anh chị các bạn, những người luôn yêu thương thầy, để chúng ta cùng nhau an tâm là thầy vẫn đang tu tập, và những người huynh đệ còn lại thì cũng đang rất là tinh tấn trên con đường giác ngộ. Những hình ảnh tuy là ngắn ngủi của thầy Minh Trí, một vị thầy mà mặc dù là không nói ra nhưng mà thầy Minh Tuệ rất là quan tâm, và mỗi khi không thấy là thầy sẽ hỏi liền: thầy Minh Trí đâu nhỉ, thầy Minh Trí đâu nhỉ. Thì có lẽ là cái đoạn đó thì nhiều cô chú anh chị và các bạn cũng đã được xem. Và một thầy nữa mà trong khoảng thời gian này thì chắc có lẽ là rất là nhiều người khi mà nhìn cái dáng dấp và cái tướng đi của thầy thì người ta sẽ liên tưởng tới hình ảnh của thầy Minh Tuệ, đó là thầy Minh Dược, một vị thầy mà hổm rài cũng có về gốc của thầy ở Gia Lai ở mấy ngày. Và như cô chú anh chị mình có thể thấy là thầy Minh Dược thì hiện tại đang ở Gia Lai, và thầy vẫn đang hàng ngày đi khất thực về rồi lo tu tập theo 13 hạnh đầu đà. Còn riêng về phần sư Minh Đạo, thưa cô chú anh chị, sư Minh Đạo là một vị sư mà có thể nói là rất là nhiều Phật tử yêu quý. Kể từ khi sư Minh Đạo có những cái nhận định về thầy Minh Tuệ rất là khách quan, thì kể từ đó là cái tu viện của thầy Minh Đạo hầu như là cũng được hưởng lây từ cái phước của thầy Minh Tuệ. Ngày nào cũng có Phật tử tới viếng, ngày nào cũng có Phật tử tới thăm. Và sau khi mà những cái nhận định của thầy Minh Đạo về thầy Minh Tuệ thì thầy buộc phải ẩn cư một thời gian, nhưng mà thầy vẫn điều hành công việc của tu viện từ xa và có những cái lời nhắn gửi tới quý Phật tử và các bạn gần xa yêu thích thầy. Thì ngày hôm nay ở video này em cũng xin thông tin một số thông tin như thế để cô chú anh chị mình yên tâm rằng thầy vẫn còn ở Suối Ngổ Nha Trang, vẫn đang tu tập, và có lẽ là một thời gian nữa khi tình hình đã ổn định rồi thì chúng ta sẽ lại thấy thầy đi trên những cung đường quen thuộc và khất thực bộ hành như ngày xưa, phở mà những người chưa biết tới thầy đông. Và video ngày hôm nay thì như thế nào, em mời cô chú anh chị các bạn, những khán giả luôn đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua, thì chúng ta cùng nhau đồng hành hết video để xem chi tiết. Có thể nói là khoảng thời gian này thì rất là nhiều cô chú anh chị Phật tử muốn xem những cái thông tin mới nhất về thầy Minh Tuệ và những người huynh đệ của thầy. Nhưng xin thưa với cô chú anh chị các bạn rằng khoảng thời gian này để mà ghi hình được thầy và cũng như huynh đệ của thầy để mà cập nhật hàng ngày cho cô chú anh chị các bạn cùng xem, đó là một điều rất là khó khăn. Tại vì bây giờ thì tình hình nó cũng không có mấy khả quan, như cô chú anh chị và các bạn mình cũng đã biết rồi. Thì em cũng mong là cô chú anh chị sẽ đồng hành ở những video tiếp theo. Mặc dù chúng ta có thể là sẽ không có những hình ảnh mới của thầy Minh Tuệ, nhưng chúng ta có thể xem lại những hình ảnh cũ, những lời thầy đã từng nói, và mình nhận xét, mình tư duy những cái gì đúng mà thầy chia sẻ
trong thời gian vừa qua thì chúng ta đem vào và thực tập để đem lại lợi ích trong cuộc sống. Em mến chúc cô chú anh chị các bạn ngày mới sức khỏe, may mắn, niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Mời cô chú anh chị cùng theo dõi video ngày hôm nay của em. Con biết quay phim như thế này, con lại cũng chẳng muốn quay phim như thế này đâu. Tại vì tất cả mọi người như anh muốn quay phim thì cứ quay, vì sao là thấy hạnh phúc, tốt đưa kiểu gì cũng được. Con mà... thầy chia sẻ những điều hay cho mọi người coi mà, hay mà. Con người chê, con người chửi, tại vì... chê ít, khen nhiều hơn. Đi trên đường này con đã biết rồi mà. Con đã biết rồi, không cần phải xem trên video mà con đã biết. Đầy người người ta chửi hầm học, đầy người ta đòi đánh đạt lộ, đầy người người ta cho. Đây người ta khen, đây người ta nói con đã thực tế ở trên này là giống như một con ở trên đường này là hình ảnh sống động của con, là con đã thấy rồi. Đây thấy thực tế trên đường rồi. Dạ, con cần phải qua bằng ảnh luôn. Đúng rồi, con nói là cái người này mà xem được cái video này thì chắc chửi ổn, nói lung tung chứ đâu mà con biết. Tại thực tế mình đi đây họ đã nói rồi mà. Dạ. Có thực tế ngoài đường có luôn. Có y như thế mà, có người khen, người chê, người chửi đầy đủ hết. Nhưng mà mình vẫn vui tươi hả? Dạ. Mình vẫn mỉm cười rồi, có dạ, nhiều người vẫn đạt được, vẫn chưa kịp ước nguyện cho họ được hạnh phúc nữa. Dạ. Họ nói xong cái họ bỏ họ đi nhanh quá. Dạ. Có, đầy đủ hết, không có thiếu thứ gì cả. Nhưng mà người ta chửi mình cũng ước nguyện cho người ta hạnh phúc luôn. Vâng, họ chửi thì mình nói là bị hỗn hợp mình làm sao mà được cái, đạt được cái niềm vui, được cái hạnh phúc của mình. Cho dù có cỡ nào, giờ đi như thế này thì cả ở như... mấy bữa trước gặp anh kia kêu thấy hùng bổ tới, con thấy xong rồi, tới rồi. Nếu mà kịp thì cứ con cứ đứng đây hoặc là để con ngồi xuống đây muốn đánh đập ra tay ấy. Dạ. Chứ chưa gì, nhưng mà thấy đạt đạt nộ vài câu rồi bỏ chạy mất. Dạ. Nhưng mà họ mà có đòi nào thì mình cũng chấp nhận. Dạ. Coi như là cái nghiệp quả, cái tai nạn của mình giống như mấy cái người mà bị tai nạn đấy. Dạ. Thì mình đi sống như thế này mình cũng nói là nghiệp tối. Tai nạn tới cũng vui vẻ, chứ cũng không có chạy, cũng không có gì cả. Vâng, được là nhìn mọi người hạnh phúc nhỉ. Mọi người thì con cũng xem giống như cha mẹ của con cả. Con cũng nói như thế. Vâng, vâng, như thế là vừa có cái sức mạnh, vừa có cái sự tỉnh thức không ạ? Vâng, còn cái sự tỉnh thức thì bớt ăn, bớt ngủ, bỏ tham ấy. Vâng, bỏ tham cân si ấy. Được là nhìn mọi người về hạnh phúc nhỉ. Về nhà khi nào mà có duyên, hữu duyên thì gặp lại nhỉ. Vâng, dạ, năm mới đi rồi. Thầy có thầm may mắn gặp thầy thì cảm ơn thầy thật chuyện nhé. Dạ. Vâng, năm mới đi rồi. Vâng, chúc mừng thầy Nga nhé. Dạ. Cảm ơn thầy. Được rồi, mọi người anh giúp nhé. Mình có biết á, họ không có biết, nhưng họ thấy thầy nên họ cũng không biết, họ cứ đứng nhìn không à. Họ cứ đứng nhìn xong rồi nhìn lại rồi, đơn thân với họ, không có biết. Sáng nay chắc sư không xin có đồ ăn quá. Chỉ tiếp tục họ cũng ở ổng. Họ ở có câu thì cảm tự anh đi khó khăn là một rất là nhiều. Sáng giờ sư đi nhiều nhà rồi. Như con là hạnh phúc, là được thành Phật giải thoát là con hạnh phúc thôi. Có khi nào thầy nằm mơ thấy điều đó không? Con thấy rồi, cái đấy con thấy, con có niềm tin rồi, con mới đi. Mình thấy ở đâu ạ? Thấy ở trong tiềm thức của mình, cái trí giác của mình nhiều khi mà nó thanh tịnh, nó khởi lên thì mình thấy. Dạ, rồi mình được lên cõi trên đó. Mình thấy, nói chung cái đây, cái điều con chưa, gọi là chưa xác chứng. Chưa chắc sập chứng, chưa thấy được, gọi là thấy mơ mơ ảo ảo, mình không nói được. Dạ. Khi nào mà mình thấy rõ thực chứng, mình gọi là kiểm đi kiểm lại nhiều lần, giống như mà mình làm một bài toán ấy, và mình thử đi thử lại nhiều lần, thấy kết quả nó hoàn toàn 100 lần mà thấy kết quả nó đúng như thế rồi, rồi mình lại thử đi thử lại 1000 lần nữa. Dạ. Thấy nó hợp lý, nó chắc chắn thì mình hãy nói. Dạ. Nhưng mà mới đầu được một cái mình chưa dám nói. Mình phải khảo nghiệm, thực nghiệm, thực tế, rõ ràng, đích thực nó là như thế. Yeah. Thì mình mới dám nói với người ta là tôi thấy được, tôi biết được như thế này, chứ mình mới sơ sơ, chưa gì đã vội nói, mình chưa xác chứng, chưa thực nghiệm á, thật được. Yeah. Nhưng mà có Phật. Yeah. Có Phật có, nhưng mà để muốn được thành Phật khó lắm, không phải dễ, phải
thì giới học tập đầy đủ. Đủ bệnh này bệnh kia. Rồi thì họ không có muốn, nhưng mà khi mà mình hiểu ra được, mình đi cái đường tu hành nhé. Như con là con không phải khi bệnh đấy, con biết cái đường tu hành như thế nào, rồi giữ giới tu hành như thế nào, rồi nó có cái niềm vui. Nó có cái niềm vui, cái an là cái đích đến của mình, giống như kiểu mà người đời ở nhà mà mình xây dựng gia đình ấy, có con rồi chăm lo, lo cho con cái học hành rồi xây dựng cửa nhà cho con, rồi là người cha thấy vui. Thì khi đó thì mọi người mới sống cuộc sống, hay là mình học hành công việc để mình làm cái chức này chức kia, hay là phục vụ việc này, thì khi đó hắn mới vui vẻ chứ. Không mọi người mà không có cái gì, cái việc đó để làm thì cũng đâu có sống như thế đâu. Rồi cũng chán, rồi mọi người đi mỗi đường, rồi không có cái niềm tin á. Lúc nào cũng được điều tốt á. Điều tốt giữ năm giới thì lúc nào cũng thế, đừng có lo nữa là giữ giới không được cái gì, hay là tu thiện không được cái gì hết á. Nhưng mà nó có. Như con giờ mọi người thấy không, giờ như ra nghĩa địa như thế này, đâu ai ra đây ở đâu. Nhưng mà con ra con ở con cũng thấy vui vẻ, hạnh phúc, kia đâu còn lo gì nữa đâu. Không biết có cái niềm tin là không biết có đời này hay đời sau, hay là chết đời này rồi hết đi. Không biết đường đi rồi, không hiểu, rồi họ làm như thế này, họ không biết cái đường đi đấy. Họ không có một cái chiều là bắt đầu thành ra như thế, nhưng mà mình hiểu thông rồi là cái mục tiêu, cái hướng đến, cái hướng đi của mình thì lúc nào nó cũng phấn khởi, nó để đạt được cái điều đấy. Thì mọi người có một cái công việc, cái nhiệm vụ làm thì ai đâu có chán đó. Nhưng mà do mình không biết rồi, có nhiều người thì lao vào rượu chè. Con hôm qua con gặp một bác chế, vợ chế đấy, rồi đi vào uống rượu. Nhưng mà do uống rượu rồi nó dẫn đến phá cái này cái kia. Rồi hư hết rồi bắt đầu loạn tâm loạn trí, rồi bị bệnh. Đó là những cái đó. Nhưng mà giờ mình nói là kể cả vợ mình chết hay là một mình vẫn không cần gì cả, mình vẫn giữ giới mình sống. Nhưng mà mình có mượn rượu để làm hại mình thì mình sống hạnh phúc kia đó. Nhưng mà do như thế nên là mọi người ai cũng thôi đưa đến cái chán nản đấy. Còn như người phụ nữ thì đa số là gặp những cái người đàn ông tốt, họ thương yêu thì chớ chứ, nhưng mà những cái người mà họ không thương yêu thì họ đánh đập. Tội. Con nhìn thấy một người đàn ông mà ôm cổ đấm một người phụ nữ như thế thì con cũng thấy tội cho họ. Cuộc sống thì nó khổ á. Thì mình cũng thấy như thế, thì bắt đầu mình nói là hiểu được như thế rồi, mình giữ giới mình tu hành, mình chả cần họ nữa. Hạnh phúc thì mình có cái con đường, cái con cũng có cái con đường đó đi, thì con mới sống tập ở một mình. Tập hạnh phúc, không có ai cả, mình vẫn vui vẻ. Có mình mới thành ra như thế. Chẳng hạn như họ được thanh thiên thì họ lại vô tình ái luyến, hay là thương mến, hay là yêu tiền bạc gì đó, họ lại thay vào con chó hay là cái vị thần nào đó ở cái cảnh đấy. Nhưng mà giờ mình giúp cho họ. Họ là tuy như thế, nhưng mà chẳng hạn như giờ họ muốn uống nước, nhưng mà nước đó thì họ uống cái là nó thành lửa, nước sông đấy. Nhưng mà khi mà mọi người hồi hướng công đức cho họ rồi là họ không phải là nhận cái chai nước này, nhưng mà tự nhiên họ xuống múc cái nước đó thì họ uống được. Ý là như thế. Thanh tịnh chứng thiền thứ tư đấy, xả gọi là chứng tứ thiền rồi, ở trong đấy rồi hướng tâm tư duy tới cái gì thì nó không biết. Không có cái gì là không biết hết, kể cả những cái người mà như Ambe Anh Tanh hay là Bill Gates hay là cái gì, họ nghĩ cái gì mình cũng biết, họ biết cái gì mình biết, nhưng mà mình còn biết hơn cả họ nữa. Họ có trí tuệ nữa, thì chính là những cái đó là trí tuệ mà mình biết rồi, thì những cái đấy là cái phiền não, cái khổ mình không làm. Đó, thì mọi người đạt thiền thì mới có. Chứ mà trí tuệ mà không đạt thiền thì trí tuệ không có, không mở. Chạy xe thì tay nặng, gặp mà người ta nói kích bác mình hay cái là đánh đập liền, hay là sân hận đấy, nổi giận dao chém rồi đánh đập, nên là rượu là tuyệt đối phải đừng có bao giờ dùng, nói với họ như thế.
Nhưng mà nói mà uống buổi tối hay uống buổi gì nữa, nói đó là như thuốc độc ấy, tuyệt đối đừng có nên dùng rượu. Thì tất cả mọi người á, là do cái con ngày xưa con cũng uống rượu, con cũng biết, nhưng mà do nó làm cho mình cái lý trí của mình nhá. Mọi người thường nói là uống rượu để là luật đời, để gọi là làm ăn. Nhưng mà con nói là những người uống rượu làm ăn toàn thất bại cả. Uống rượu rồi khi không điều chỉnh rồi hứa với họ những cái điều không đúng. Chẳng hạn như mình nói ra những cái tâm của mình, nhiều khi mình không có rồi mình nói có rồi đâm ra nó ấy. Cho thực chất á, là mình tỉnh táo, tỉnh giác thì khi đó mới kinh doanh, mới làm việc mới trôi chảy nhất, đủ minh mẫn nhất. Con người mình mà thông minh nhất á, thì không uống rượu mới thông minh chứ. Còn mà ai mà nói mà uống rượu say rồi thông minh thì uống rượu say rồi đi thi đại học đâu đậu đó. Nói đi làm ăn là do họ là để mà vui chơi, rồi họ ở đời họ nói là luật đời để uống rượu mới làm ăn, là nó lấy cái chỗ đó rồi họ cứ mượn đó để họ hưởng cái uống rượu đấy. Năm 2015 đến giờ tháng 7, nửa tháng 7 thì con đi làm, thì con vô tình con nghe được Phật pháp, thì khi biết được rồi thì con phát nguyện ăn chay, ăn ngày một bữa, giữ gìn giới 6 tháng, rồi học nghe kinh sách, rồi bắt đầu xin xuất gia. Tu hành thì ngày xưa con tu hành thì con cũng không biết gì hết, cũng tu như thế, cũng nghe lời dạy rồi sống như thế gian này nó khổ. Con tu hành nó sau này hiểu biết dần dần, mọi người tu rồi trí hắn hiểu biết cho mình. Khi chẳng hạn bây giờ mọi người đang học lớp 1 xong nó cũng chưa biết cái gì hết, nhưng mà nghe cô giáo giảng như thế đến lớp 2 rồi nó mới học được, nó dần dần nó đủ cái trí hắn đi lên, hắn mở, mình tu có giới rồi tự nhiên hắn hiểu biết ra mình phải thực hành như thế này thế kia, là dần dần đi lên. Chứ đùng một cái mình biết là không được, trí tuệ hắn phát sinh ra từ từ, từ từ rồi mình đi lên, rồi tự hắn hướng dẫn mình đang đi, nói là à mình phải tu thiền như thế này mới hợp lý cho mình, hay là phải giữ giới như thế này, hay là cái gì rồi phải phát tâm như thế này, phải phát nguyện như thế này, hay là phải kiên quyết sống như thế này, ái kết sử những cái ràng buộc, cái thương ghét đó mình phải bỏ, phải lìa, rồi dần dần nó bày cho mình, thì mình bỏ ra được cái đó thì hắn sáng dần.